Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người chưa? Xin chào anh em một game Go Moon thắng cho mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin một like và một subscriber ủng hộ channel phát triển nhanh của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video tối nay thì chúng ta đến với một thông tin vô cùng hot anh em. Tướng Mockidir Gargan đã ra mắt tại bên Go Moon huyền thoại bản Việt anh em. Ok, sát thương theo 100 HP AOE, cấm hồi sinh, sát thương hủy diệt, hỗ trợ tấn công. Cha của Luffy, thủ lĩnh của quân cách mạng, được coi là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới. Dù chưa thể hiện nhiều về năng lực chiến đấu nhưng dự đoán là có khả năng điều khiển đường mưa và châm chớp. Ok, tia chớp đen, cuồng báo, mưa báo và quân cách mạng anh em. Nội tại quân cách mạng là thủ lĩnh của quân cách mạng, gần như miến nhiếm sát thương sốc theo phần trăm HP tối đa. Đồng thời khi bản thân còn chiến đấu, toàn thể đồng đội được giảm sát thương nhận vào, tăng sát thương gây ra theo tỷ lệ anh em. Mưa báo triệu hồi mưa rông gây sát thương 100 HP tối đa lên toàn bộ kẻ địch, đồng thời liên tục phá hủy năng lượng của chúng. Ngoài ra cơn mưa sẽ khiến kẻ địch không thể hồi phục HP và giúp toàn đội phục hồi theo 100 HP tối đa của đồng đội anh em. Cuồng báo triệu hồi một cơn báo tấn công toàn bộ kẻ địch gây sát thương theo 100 HP tối đa của đồng thời. Về sau cơn mưa báo phá hủy khiên của kẻ địch và không thể tránh hoặc ngăn chặn anh em. Cuối cùng là tia chớp đen triệu hồi một sấm chớp toàn bộ kẻ địch gây sát thương theo 100 HP tối đa của chúng. Ngoài ra có 30 tỷ lệ 30% gây thêm sát thương bằng 50% HP tối đa lên mục tiêu ngẫu nhiên. Kỹ năng này không thể lé hay ngăn chặn kẻ địch bị sét đánh trúng sẽ không thể hồi phục HP cũng như MP trong thời gian dài. Đồng thời không thể hồi sinh em, sát thương chuẩn. Uầy. Ok, đó là toàn bộ thông tin về tướng mới anh em. Giờ chúng ta sẽ đi lấy code của tướng này anh em nhé. Có code anh em, có code rồi ra gần anh em. Ok các bạn, bài viết. Uầy, chúng ta nhận bị 80k rồi anh em này. Nhận bị 80k fanpage nữa rồi anh em. Đã chỉ mua quà rồi anh em. Ok, đây các bạn, đây. Đúng như nhất sự kiện này anh em. Cái sự kiện dưới được 3k chưa? Chưa, 2k8 thì không có quà rồi anh. Loankin Monkey Dragon xuất trận. Cái này chắc ngày mai anh em, kỹ năng theo HP, ok. Thời gian đến hết ngày mùng 4 tháng 12 anh em nhé. Hôm nay 30, có 4 ngày anh em làm ra. Cái thức nhận code thì cũng đơn giản thôi anh em. Thả tim và xem bài viết là dạng công khai. Sau đó comment siêu tướng được ra gần ra mắt. Và kiểm tra tin nhắn nhận quà dành cho thần trưởng tham gia, đó là 100 belly, 200 kim cương, 2 đùi gà, 10 vé chiến tích thám hiểm, 10 mảnh sabo và 10 mảnh Ivan Cốc. Ngoài ra thì chúng ta còn có phần quà đấy anh em. Đặc biệt video này đạt được 15k like và 15k share, nhận toàn bộ server 1 triệu belly, 500 kim cương, 1 dương đá cấp 4, 10 mảnh nâu, 1 dương huyền tặc, lại chọn mảnh S thì chọn ngẫu nhiên anh em. Lưu ý mỗi lần trở nhiệm một lần, ok. Team xe. Ok bạn vào comment. Siêu tướng Dragon ra mắt. Ok các bạn, một quả code khá là ngon. Có nhiều anh em bảo là comment xong thế chấp hành trả lời, thì các bạn nên xem lại các bạn comment đã đúng chưa, hay là bị sai, hay bị vấn đề ở chỗ nào đấy, thì nó là do vấn đề là ấy, hoặc là bị nối một tí anh em đợi. Nó các bạn chứ là các bạn comment bị sai thì anh em nhớ check lại vấn đề comment. Nhưng nhiều anh em bảo là anh ơi em comment em làm giống anh mà em không nhận được quà. Bị lag anh em gì này, biết bị lag các bạn. Chuyện sao gửi nữa. Ừ, không phải anh em đấy, code mới các bạn, code mới đấy, code chuẩn đấy. Ok đây anh em theo, đây tôi tham gia Dragon mà nó gửi nhầm má code fan cứng đợt 3 anh em. Nhưng về game nhập thì đúng là code Dragon nhá. Đây chuẩn code Dragon luôn anh em, về nhập luôn cho anh em coi. Đó, các bạn thấy không? Nó bị lỗi rõ ràng luôn anh em, thấy không? Đến ngay như tôi đi nhập đây anh em thấy không? Còn bị lỗi các bạn. Tham gia sự kiện Dragon nhưng mà lại gửi là đây Nam Nguyên mà code phản cứng các bạn đó. Thế là anh em nhiều khi có bị nối, các bạn phải đợi một tí hoặc là phải các thứ kiểu để anh em nhận được quà. Và phần quà này cũng khá là ngon, anh em thích thử lấy. 20 mảnh Yên Văn Cốc, 10 mảnh Sabo à? Ừ, cũng được các bạn. Ok, vậy là ngày mai chúng ta sẽ có truy lá Dragon rồi. Mấy ngày mai truy lá sẽ có gì hấp dẫn đây? Rồi, lâu lắm rồi không vào bên hàm đội đánh ấy nhỉ. Tập kích Big Mom anh em. Phát tem vào tập kích Big Mom phát các bạn. Đây Kata Kulu. Ok, tập kích mẹ lớn.
tập kích mẹ nớ nào. Ok, tem này đánh có vẻ không được nhiều sát thương lắm nhờ. 4 triệu à? 5 triệu. 5 triệu 2. 6 triệu. Bảy triệu. Bảy triệu ba. Bảy triệu sáu. Bảy triệu tám. Ok anh em. Tem tiếp theo. Đồ mỹ hạnh anh em. Ồ, tem nãy mình còn tem nãy mình còn không cầm thuyền chuẩn đây anh em. Căng nhà tem nãy còn không cầm thuyền chuẩn đây anh em. Tem nãy còn không cầm thuyền chuẩn đó mà còn ok thấy các bạn. Tem này sao? Ô kìa căng đấy. Ô kìa căng đấy nhờ. Thế thì bao nhiêu? Cái này thì được bao nhiêu anh em? Uầy, càng ngay nhờ. Càng đét luôn các bạn. Trời ơi, càng đét luôn anh em. Trả được bao nhiêu ạ? Ok, lên tem đội cuối nào. Ok, anh em lên tem đội cuối luôn. Mà công đánh đánh cho xong các bạn. Hôm nay như con đại hành trình nó cũng chưa đi anh em. Có khi tí vào làm tí đại hành trình. Chính xác này là đại hành trình chưa đi nhưng mà còn anh em hôm nay còn đại hành trình chưa đi các bạn. Tí vào xem đánh hành trình nữa. Ok, tới nào. Uầy, còn không được 1 triệu điểm sát thương thôi anh em. Căng nhờ. Đấy. Kuroki Oden đấy các bạn. Trời ơi, Oden đấy, Oden đấy. Xém chắc đúng được 1 triệu anh em. Được không? Xém được các bạn. Xém được thôi anh em. Xém được anh em. Chúng ta còn đại hành trình. Ô, còn mấy cái lận. Đại hành trình muốn đi thì lại phải càn quậm, phải tháo đá anh em. Lại phải vào tháo đá. Lại phải vào tháo đá ra anh em. Muốn đi đại trình thì lại phải thảo đá. Khá là vất vả. Ok các bạn, nhưng mà thôi vẫn phải tháo anh em. Ok, gỡ hết ra nào. Rồi, bắt đầu lại. Rồi, lại mang đá anh em. Nói chung lanh quanh những lòng thế thôi. Kata trước này. Odin. Lo. Rồi. Ok, đủ rồi anh em này. Hôm nay đủ lên này. Viên nữa anh em. Cái gì? Đá thủ đủ không? Đá thủ mới được 2 viên các bạn. Ở đây 3 viên. Lên tiếp anh em. Viên nữa luôn. Ngon đấy nhờ. Nó lại hợp lý luôn anh em. Nó lại hợp lý quá luôn. 2 viên. Thêm viên. Đá 4. Lên nào, hút máu. Được viên đá tím nữa anh em. Ok. Đấy, cũng ngon các bạn. Cô lù đâu ta? Mang cho cô lù phát anh em. Hết đá. Vẫn là tem này thôi anh em. 441k. Vào được 441k. Cứ thong thả. Cứ thong thả mà đi anh em. Lại vượt đại trình.
tích lũy anh em lại tích lũy thôi, vừa đã chính tích lũy thôi, tích lũy dần là vừa. Mai là có sự kiện Dragon nữa anh em thì thủ lấy nhá. Ok thôi thì chắc là tôi cũng vượt lốt thôi, hôm nay thì cơ bản thì cũng có vấn đề này thôi anh em, vượt thôi vượt đi, ngồi chơi các bạn xíu. Sắp cuối tuần rồi, đã bảo anh em có tham gia event không? Lâu lắm rồi lại làm event nhờ, có anh em hứng thú với event không? Hứng thú để tôi bắt đầu lại tổ chức event cho anh em thẻ cao kích hoạt biểu hoàn công nha. Thì chắc cũng chỉ trực tiện đấy thôi anh em, đơn giản đấy thôi. Ok, nói chung thì vấn đề là ngày mai tôi sẽ cập nhật cho anh em bên kênh. Thế đi, đầu video tối nay chắc tạm thời tôi kết thúc ở đây. Thế anh em kiểu theo của bạn dõi theo video kênh Tiểu Tử Ba Đạo nhiều, giúp anh em xin đặt kênh một like và một subscribe của channel nhé. Và đừng quên lên fanpage để lấy code Monkey Dragon mới. Giờ thì bye bye.